Tina ngoan nha, Tina đừng có buồn nhé, chưa, bà thương Tina mà. Bà thương Tina mà, Tina đáng yêu lắm mà. Xin chào mọi người. Đây là gia đình của Tina. Nhà Tina thì cũng là bố mẹ Tina đi làm ăn xa, cho nên là để Tina lại cho bà trông. Bây giờ bà thì bận, với bà lại hay ốm nữa, cho nên là bây giờ Tina thì nhận nuôi từ nhỏ. Tina bị bỏ rơi nhận nuôi nhỏ đấy, thì bây giờ thì bố mẹ đi làm ăn xa, với bà thì hay ốm không nuôi được nữa rồi, không chăm được Tina, thì bây giờ là bà để lại cho con gái của bà để trông Tina. Mong kênh của Tina đấy, để theo dõi Tina, để mà ủng hộ Tina càng ngày càng phát triển. Coi Tina tội nghiệp lắm, thì Tina đã được bố mẹ nó là nhận, đã được bỏ rơi rồi, đã nuôi về từ nhỏ đến giờ rồi, mà Tina giờ đã lớn ở cái này rồi, thì giờ bố mẹ Tina đã đi làm ăn xa rồi, cho nên là không thể ở nhà trông Tina được. Mà bà thì giờ bà cũng vừa già, lại cũng là yếu rồi, hay ốm nữa, cho nên là giờ bà lại để lại cho con gái của bà. Đây là con gái của bà, con gái ruột của bà, để lại cho con gái đấy là trông Tina. Xin coi như là cộng đồng biết giờ đấy là ủng hộ kênh của Tina, cho kênh của Tina phát triển lên tí đó, cho Tina này. Tina là thương Tina lắm đấy. Tina đi lại với mẹ đi, mẹ cưng nha, mẹ cưng nha, Tina nha. Ô, Tina đang theo bà, theo bà này nha. Cưng Tina lắm nha, yêu quá trời là yêu à, yêu quá trời à. Mẹ thương nè, nè thương nè, ý đang theo bà, đang theo bà, đang theo bà đấy nha. Con cưng ạ, con cưng ơi nha, đang theo bà nha. Tina tội nghiệp lắm đấy, Tina cực kỳ tội nghiệp luôn. Bố mẹ nuôi Tina từ nhỏ đến giờ tội nghiệp lắm, mà Tina đã phát triển được đến nay rồi. Bố Tina mẹ đi làm ăn xa không trông được Tina nha. Đó, để lại bà trông, thì bà bây giờ bà hay ốm lắm, bà cũng trông Tina được. Là đi. Con cắn không vậy, con cắn không vậy. Có. Con cắn ốm chuột. Ốm chuột. Tina thích đẹp lắm, Tina đáng yêu lắm đấy. Lúc nhỏ là Tina tội nghiệp lắm. Tina bây giờ về ở với mẹ nhá. Phải lúc nào Tina nhớ bà thì mẹ đưa Tina ra chơi với bà nhá. Không? Tina phải ở với mẹ rồi. Lúc nào nhớ thì bà nhắc trở ra bà chơi nào. Ra bà chơi. Ra bà ngoại chơi nào. Chơi ra bà ngoại chơi nào. Nhặt cứng lắm nha. Ôi. Ý Tina. Ý Tina đang theo bà tệ lắm này. Tina theo bà tệ lắm này nha. Bà nuôi Tina từ nhỏ mà, nên là Tina nhớ bà là đúng rồi, đúng không? Tại vì thỉnh thoảng bác cũng ra, cái bác ra bác chỉ có tí thôi, cho nên Tina chỉ cứ bắn với bà thôi. Ôi thường nào mày bắn chín nào. Ôi trời, Tina Tina dễ thương quá trời à. Tina tội nghiệp lắm. Nhà nhỏ này Tina bị bỏ rơi, Tina tội nghiệp lắm. Tina chăng, Tina mẹ ơi với mẹ chăng, lúc nào nhớ bà ngoại chăng. Bà cưng Tina nhỏ cho đi nha, về đây ở với bà với mẹ nhé. Lúc nào nhớ thì ra bà nhớ chưa. Lúc nào nó mà nhớ con lai nó ra đây chửi mẹ nhá. Nha. Này thôi đi với mẹ nhá. Đi mẹ đi, bà sửa đồ cho Tina này, về ở với mẹ này. Tina tội nghiệp lắm. Tina bố rơi từ nhỏ, tội nghiệp Tina lắm đấy. Ơi, nha. Yêu nhiều, cưng yêu. Nhiều lắm đây nhỉ. Ơi. Lúc nào nhớ con Lai ra đây nhá. Lúc nào nhớ con Lai nó ra đây chơi mẹ nha. Thôi em đi làm ăn xa rồi, không mấy được nhá. Thấy chưa? Này, đi với mẹ Tina nhá. Này. Ấy cho để cho mẹ đi soạn đồ cho Tina. Bà đi với mẹ, đi mẹ cho bà đi soạn đồ Tina nhá. Rồi mẹ nha, nhiều lắm thôi nhá. Ôi trời. Tina là mẹ bấm nha, mẹ bấm đi bà nè, bấm đi bà. Đi rồi. Bà đi chuẩn bị đồ Tina nhá. Mẹ cho ấy nhá. Chán rồi ấy rồi. Đi bà thì nó là để lại lùi ra ấy. Giọt máu của mẹ huyết này này, huyết của mẹ này này. Trà từ nè. Huyết áo của mẹ chưa? Ra để với mẹ nhá. Lúc nào nhớ thì mẹ Lai ra Tina ra chơi bà nhá. Lúc nào nó nhớ thì con Lai ra đây chơi mẹ nhá. Vâng. Lúc nào nhớ Lai ra chơi bà ngoại nha. Trước bữa thì bác ra thì bác chỉ có nói ra con tí thôi cho nên này. Để cứ báo với bà vậy đấy nhé. Đấy, thấy chưa? Thuốc của Tina này, đấy, đồ của Tina đấy. Này, phải chuẩn bị đồ cho Tina này đây này. Thấy chưa? Tina ôm mặt, Tina nắm bà. Rồi, bà chuẩn bị đồ xong với Tina rồi. Tina để mẹ nhá. Đồ. Làm, biết nè. Ôi, được rồi. Cái này nữa. Để mẹ nhá. Tina đi mẹ nha. Tina đi mẹ nha. Rồi chào Tina nha. Đi mẹ nè. Lúc nào nhớ thì mẹ trở về với bà nè. Để về chơi bà nè. Đi Tina nè. Út rồi. Đi nè, mình đi chơi nè. Thôi Tina ngoan để mẹ nha. Nhớ thấy chưa? Thế giờ rồi, để mẹ nha. Nữa ra thăm bà nha. Thôi rồi đi với mẹ đi. Bye bye Tina nha. Bà nhớ ra bà nha. Để mẹ cho.